Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sự cố rơi máy bay Su-22 tại khu vực nhà dân ở Quảng Nam vào ngày 9 tháng 1 vừa qua vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Điều may mắn, ngoài việc phi công của máy bay đã kịp thời nhảy dù thoát nạn và trên máy bay cũng không chứa vũ khí. Điều này đã góp phần giảm thiểu thiệt hại từ vụ tai nạn. Nhưng trên hết đó là sự nỗ lực cầm lái của phi công đến những giây cuối cùng, đưa máy bay ra khỏi khu dân cư trước khi phát nổ. Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa, ngày 9 tháng 1, người dân ở khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy cột khói bốc lên. Chiếc Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, 36 tuổi, điều khiển, đã cất cánh từ sân bay Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau khi cất cánh, phi công Đức đã báo cáo về việc máy bay gặp sự cố và không thể hạ cánh. Sau 3 ngày kể từ khi xảy ra sự cố của máy bay Su-22 tại Quảng Nam, phi công Đỗ Tiến Đức đã kể lại phút sinh tử, lúc đưa máy bay tránh xa khu dân cư rồi bung dù. Theo đó, phi công Đức cho biết anh vẫn nhớ như in về chuyến bay định mệnh, đã đặt bản thân anh đứng giữa lằn ranh sinh tử. Cụ thể, đại úy Đỗ Tiến Đức chia sẻ, chuyến bay hôm 9 tháng 1 do anh điều khiển là chuyến sát hạch đường dài. Sau khi thực hiện nhiệm vụ công kích xong, chỉ huy bay lệnh cho anh đình chỉ nhiệm vụ để về sân bay hạ cánh. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện lệnh thì vòng quay bị treo, phi công không thể tăng hay giảm được vòng quay, bị treo cố định. Khi xác định không thể hạ cánh trên đường băng, phi công đã điều khiển hướng bay sang phía tây không có dân cư. Lúc này, chỉ huy bay lệnh cho anh giữ tốt trạng thái và nhảy dù. Chia sẻ khoảnh khắc máy bay sắp rơi, đại úy Đức nói, trong đầu anh lúc đó thoáng qua ý nghĩ là mình có thể hy sinh, nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, vì sau đó anh đã bình tĩnh lại. Đại úy Đức đã cố gắng đưa máy bay tới độ cao thấp nhất có thể, tốc độ nhỏ nhất có thể, tránh xa khu dân cư để làm sao tránh thiệt hại cho người dân. Sau khi bung dù thoát hiểm thành công khỏi chiếc máy bay Su-22, đại úy Đức đã được lãnh đạo đơn vị hỏi thăm rất nhiều. Và khi được hỏi nguyện vọng là gì, đại úy Đức đã ngay lập tức bày tỏ mong muốn tiếp tục được làm phi công lái máy bay chiến đấu. Phi công Đỗ Tiến Đức bộc bạch, đó là đam mê đã ăn sâu vào tận xương tủy và anh mong ước được góp sức mình đảm bảo bình yên cho bầu trời quê hương tổ quốc. Dư luận trong những ngày qua đã rất quan tâm đến sự cố máy bay quân sự Su-22 rơi xuống khu dân cư tại Quảng Nam. Đáng chú ý, máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và không chứa vũ khí. Điều này đã góp phần giảm thiệt hại từ vụ tai nạn. Tại thời điểm xảy ra sự cố rơi máy bay, người dân sống tại khu vực đã chứng kiến máy bay lao xuống một ruộng rau muống thuộc khối phố Ninh Bình. Phi công kịp thời nhảy dù thoát hiểm trước khi máy bay rơi xuống đất, nổ tung và bốc cháy. Phần đầu máy bay bị cháy, còn nhiều bộ phận khác vỡ vụn. May mắn là máy bay không chứa vũ khí vào thời điểm gặp nạn. Thêm vào đó, một chi tiết đặc biệt khác là sau khi thoát khỏi máy bay, phi công đã bị treo lơ lửng do chiếc dù bay mắc trên ngọn dừa. Một người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết thêm, tại thời điểm máy bay gặp nạn, nhiều người dân và công an phường Điện Nam Trung đã đợi sẵn, đến hỗ trợ phi công tháo dây, sau đó đưa đến trạm radar gần đó nghỉ ngơi. Khi tiếp đất, phi công không bị thương, khỏe mạnh, bình tĩnh và không bị hoảng loạn. Chiếc dù mắc trên cây dừa đã được lực lượng chức năng đến tháo xuống và mang đi. Sự cố rơi máy bay quân sự Su-22 số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, 36 tuổi, điều khiển tại Quảng Nam vừa qua vẫn không khỏi khiến người dân ở phường Điện Nam Bắc hoảng hồn mỗi khi nhắc lại. Theo thông tin ban đầu, khi máy bay cất cánh khỏi sân bay Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân được khoảng 10 phút, thì đại úy Đức thông báo cho chỉ huy bay về việc máy bay gặp sự cố, không thể hạ cánh. Sự cố rơi máy bay đã khiến cả xóm nhỏ được một phen náo động. Được biết, vào trưa ngày 9 tháng 1, nhiều người dân ở hai phường Điện Nam Trung và Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn hốt hoảng khi thấy máy bay quân sự bất ngờ xà xuống thấp. Phía sau có những vệt khói trắng. Thậm chí một người dân còn giật nảy mình khi nghe tiếng nổ lớn giữa bữa cơm trưa, bỏ bát đũa bước ra ngoài. Nhân chứng này thấy chiếc máy bay quân sự sắp rơi, người này vừa chạy quanh xóm vừa hô hoán, máy bay cháy rồi. Xung quanh người này, nhiều người la hét, một số người bồng trẻ con chạy đi. Bên cạnh cột khói mù mịt, nhiều người phát hiện chiếc dù màu được bung ra, mang theo phi công, thoát khỏi máy bay. Nhiều người dự đoán
nơi phi công có thể rơi xuống, cùng chạy đến hiện trường ứng cứu. Cách địa điểm phi công nhảy dù khoảng 200m, chiếc Su-22 rơi xuống mảnh vườn trồng hoa màu và rau xanh. Các mảnh vỡ vương vãi trong khu đất dài gần 300m và rộng 100m, cách nhà dân vài chục mét. Đuôi máy bay và động cơ ở khu đất trồng giữa hai dãy nhà. Nhiều luống rau cây trồng do người dân trồng bị cháy xém. Tại thời điểm máy bay Su-22 rơi xuống do gặp sự cố, một người phụ nữ đang làm đồng chia sẻ. Bà sợ nhà bị cháy nhưng không dám về, định chạy vào bụi tre tránh tạm vì nhiều mảnh vỡ bay lên, nhưng chân run không thể di chuyển. Bên cạnh đó, sự cố rơi máy bay Su-22 cũng đã khiến ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi đang chặt chuối ở vườn sau nhà bị một mảnh vỡ từ máy bay văng trúng đầu. Vợ ông, bà Phan Thị Tiến, 46 tuổi kể, đang đi lấy nước dập lửa thì nhìn thấy ông Hùng ngồi khum lưng sát bụi chuối, người run bần bật và đầu chảy máu. Ngay sau đó, người này được đưa tới chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ngoài ra, vụ rơi máy bay Su-22 còn làm hư hỏng mái ngói, sập tường của ông Nguyễn Thanh Chính, phường Điện Nam Bắc với diện tích gần 100m2. Phần đầu máy bay rơi xuống ruộng tạo thành một vệt lõm lớn trên bề mặt. Các mảnh vỡ bay tứ phía, có mảnh vỡ văng vào tường nhà dân, hằn lại những vết cắt. Có mảnh văng xuống đất, làm đất bắn lên mái tôn nhà dân. Việc máy bay quân sự thuộc sư đoàn 372 đóng tại sân bay Đà Nẵng khi bay huấn luyện thì gặp sự cố động cơ rơi tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã khiến nhiều nhà dân trong khu vực phải chịu ảnh hưởng. Theo đó, các mảnh vỡ của máy bay sau khi rơi xuống đã va nhẹ vào một số nhà dân, làm hư hỏng tốc mái. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhà cửa rung lắc, nhiều đoạn tường nứt toác, cây cối ngã đổ. Trước việc nhiều nhà dân bị ảnh hưởng bởi sự cố rơi máy bay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn đã phối hợp với Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân kiểm tra, thống kê thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ người dân khắc phục. Phía quân đội cam kết sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để các hộ dân khắc phục thiệt hại về nhà cửa và hoa màu. Thị xã Điện Bàn cũng sẵn sàng hỗ trợ kinh phí từ ngân sách hoặc từ nguồn xã hội hóa để giúp bà con. Quan trọng nhất là phải triển khai việc khắc phục sớm trước Tết Nguyên đán 2024 để người dân an tâm đón Tết. Toàn bộ thiệt hại về hoa màu cũng sẽ được hỗ trợ. Trước đó, sự cố một chiếc máy bay quân sự Su-22 rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam rồi bốc cháy vào trưa ngày 9 tháng 1 đã làm một mảnh của máy bay văng trúng phần đầu của một người đàn ông, gây chấn thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, thị xã Điện Bàn. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Hùng, 54 tuổi, trú khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo và dần hồi phục. Các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn vẫn đang tiếp tục theo dõi. Được biết, sự việc máy bay Su-22 rơi đã khiến toàn bộ khu vực xảy ra sự cố ở khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn đã được lực lượng chức năng phong tỏa từ đầu giờ chiều ngày 9 tháng 1. Bên cạnh đó, trong đêm 9 tháng 1, nhiều cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện xe cẩu, xe múc tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay Su-22, mảnh vỡ của các bộ phận trên máy bay được thu gom, tập kết về một điểm. Máy bay rơi là loại máy bay quân sự số hiệu 90, loại Su-22 thuộc biên chế Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân do phi công Đỗ Tiến Đức, 35 tuổi điều khiển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!